tập thể dục để làm gì nhỉ? Tập yoga. À, vâng, giỏi quá. Vậy hàng ngày con thích ăn gì? Ồ, ăn xúc xích và đùi gà rán cùng với nước ngọt không tốt cho sức khỏe đâu bông ạ. Con phải hạn chế nhé. Trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng như thế này, bông và cô chưa được đến lớp. Vậy con còn nhớ lớp không? À, con nhớ các bạn không? Bông nhớ này, nghe cô dặn nhé. Khi ở nhà thì con nhớ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. Ví dụ như là cơm này, thịt này, cá này, trứng này, các loại rau, và ăn thật nhiều rau củ quả cũng như là uống đủ nước con nhé. Ăn đầy đủ chất dinh dưỡng như vậy, mình sẽ có sức khỏe thật tốt và chống chọi lại dịch bệnh để cô con mình nhanh gặp nhau, nhanh được đến lớp con nhé. Con rất giỏi. Như chúng ta đã thấy, bạn đã biết thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe đấy. Tuy nhiên, muốn sức khỏe tốt thì tập thể dục thể thao là chưa đủ. Chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho cơ thể hàng ngày. Đó là ăn uống đủ 4 nhóm thực phẩm. Đó là nhóm chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin và muối khoáng đấy. Nhất là trong mùa dịch căng thẳng như thế này thì việc ăn uống hợp lý để cho sức khỏe tốt là điều vô cùng quan trọng đấy các con ạ. Và trong bài học ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu về dinh dưỡng cho bé trong mùa dịch. Mời các con cùng tìm hiểu nhé. Các con ạ, bữa ăn hàng ngày cần đầy đủ và đa dạng, cân đối, hợp lý từ 4 nhóm thực phẩm: nhóm chất đạm, nhóm tinh bột, nhóm chất béo, nhóm vitamin và muối khoáng. Với nhóm chất đạm gồm thịt, cá, trứng, sữa, đây là nguồn cung cấp chất đạm tuyệt vời cho các con trong bữa ăn hàng ngày. Nhóm tinh bột gồm gạo, ngô, sắn. Nguồn cung cấp tinh bột chủ yếu cho các con hàng ngày chính là cơm đấy. Tuy nhiên, ngoài cơm ra, các con nhớ bổ sung các loại thực phẩm khác nhau như bánh mì, khoai lang, khoai tây, ngũ cốc. Các con thay đổi thực đơn hàng ngày để không bị nhàm chán nhé. Nhóm chất béo gồm bơ, dầu thực vật, mỡ động vật, lạc, vừng. Các bạn ơi, chất béo rất cần thiết cho chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Chất béo cung cấp cho sự tăng trưởng và phát triển. Theo chuyên gia, 60% não bộ của các con được cấu thành từ chất béo. Đó, các con nhớ ăn đầy đủ các thức ăn có chất béo nhé. Nhóm vitamin và muối khoáng. Nhóm vitamin và muối khoáng bao gồm rau xanh, củ quả và các loại quả chín. Các con có thể ăn nhiều hoa quả chín để bổ sung vitamin và khoáng chất cùng với chất xơ nhé. Hoa quả và rau xanh có chứa rất nhiều chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của các con, giúp nhuận tràng và phòng ngừa táo bón. Các con ăn đầy đủ rau củ quả để tăng sức đề kháng và ngăn ngừa dịch bệnh như virus, cảm cúm thông thường. Thực hiện tốt các thói quen ăn uống hàng ngày, tránh ăn quà vặt, ăn quá ít hoặc không ăn bữa sáng làm cho cơ thể mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và kết quả học tập. Hạn chế ăn đồ ăn nhanh, thức ăn chế biến có sẵn như mì ăn liền, bánh ngọt, xúc xích vì đó là các thức ăn đơn điệu, quá nhiều chất béo, khó tiêu hóa và không có lợi cho cơ thể. Con nhớ ăn đúng thực đơn số bữa trong ngày, nên chia làm 3 bữa chính và 1 bữa phụ, hạn chế đồ ăn nhanh được chế biến như sẵn. Và nhớ uống đủ nước, không sử dụng các thức uống có ga và rượu bia, đồ uống có quá nhiều đường sẽ làm cho chúng ta bị sâu răng đấy. Chúng mình đã nhớ kỹ những điều cô vừa dặn dò chưa? Những bạn thừa cân, béo phì hoặc gầy thì nên ăn đúng định lượng để tránh ăn quá ít hay ăn quá nhiều nhé. Và muốn hình thành và phát triển thể chất thì hãy tạo cho mình những thói quen tốt như tập thể dục hàng ngày, vệ sinh ăn uống, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh,
tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao hàng ngày để có sức khỏe tốt và tránh xa dịch bệnh các con nhé. Cô và các con vừa cùng nhau tìm hiểu về 4 nhóm thực phẩm, đó là nhóm chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin và muối khoáng đấy. Các con nhớ ăn các thức ăn đầy đủ trong 4 nhóm thực phẩm này và tập thể dục hàng ngày, kèm theo uống đủ nước và vệ sinh cá nhân để có một sức khỏe tốt, chống chọi với dịch bệnh nhé. Và ngay bây giờ, cô con mình cùng chơi trò chơi nhé. Chào mừng các con đến với trò chơi Ai thông minh nhất? Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Đâu là thực phẩm giàu chất đường bột? Là thịt bò? Ồ, không đúng rồi. Là quả cam? Lại sai nữa rồi. Thì chắc chắn thì đúng không? Tiếp tục với câu hỏi thứ hai nhé. Đâu là thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất? Món thịt chiên. Không đúng rồi. Dâu tây. Nào, bây giờ đã là câu hỏi cuối cùng rồi. Đâu là thói quen giúp chúng ta luôn khỏe mạnh? Ăn bằng tay mất vệ sinh. Không phải. Ăn thức ăn đã được nấu chín. Và tập thể dục thể thao. Chúc mừng các con đã chơi trò chơi rất vui vẻ. Trong mỗi bữa ăn tại gia đình chúng ta, các con nhớ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng có trong thịt, cá, trứng nhé. Và đặc biệt là nhiều bạn không thích ăn rau, điều này không tốt cho sức khỏe đâu các con ạ. Chúng mình nên ăn đầy đủ rau, uống thêm sữa và nhớ ăn thật nhiều hoa quả nhé. Vừa rồi, cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu về các chất dinh dưỡng cần thiết trong mùa dịch này. Và trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, phức tạp như hiện nay thì trang bị cho mình một sức khỏe tốt là vô cùng quan trọng đấy các con ạ. Cô chúc các con có thật nhiều sức khỏe để vui chơi và học tập nhé. Và bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con.